Ngày xưa ở nơi đẹp nhất của khu rừng, có một heo mẹ và ba chú heo con sinh sống hạnh phúc. Một hôm, chú heo bé nhất Gucky, chú heo lớn thứ hai Toki và chú heo lớn nhất Poki nói với mẹ rằng chúng muốn đi cắm trại. Mẹ ơi, các bạn của con đều đi nghỉ hè rồi, tụi con chẳng còn ai để chơi hết. Nếu mẹ cho phép, bọn con muốn cắm trại ở bên hồ. Heo mẹ không thể từ chối lời đề nghị này của các con. Đây là ý hay đấy các con. Các con có thể đi cắm trại mà. Nhưng các con nhớ chọn nơi thích hợp để cắm trại nhé. Và trại phải thật chắc chắn đấy. Ngày hôm sau, các chú heo con đi cắm trại. Sau khi đi trên con đường rừng được một lúc, một con sói răng nhọn và có đôi mắt giận dữ đi theo lũ heo. Đây sẽ là bữa ăn ngon lành. Sáng ngày mai mình có thể no nê rồi. Nhưng các anh em heo không hề phát hiện có con sói đi theo mình. Gucky, Toki và Poki cuối cùng cũng tới bên bờ hồ và chúng tìm một nơi để cắm trại. Đầu tiên, chú heo nhỏ nhất Gucky quyết định dựng trại gần một cái cây. Chú nhanh chóng thu thập các phiến lá to để dựng chiếc lều của mình. Và rất nhanh chóng, chú đã hoàn thành. Chú heo lớn nhất Poki đi đến chỗ em và nhìn căn lều của em. Lều của em đẹp quá Gucky, giỏi lắm. Nhưng mà em nghĩ chiếc lều này chắc chắn không? Có, tất nhiên là có. Nó rất chắc chắn anh à. Chú heo lớn thứ hai Toki quyết định dựng lều từ cỏ tranh. Để dựng lều, chú phải thu thập cỏ tranh trên mặt đất và rồi kết chúng lại. Và chú cũng rất nhanh chóng dựng xong căn lều của mình. Nhưng khi chú heo lớn nhất Poki đến xem chiếc lều là bằng cỏ tranh của em mình, chú cảnh báo em trai. Em ơi, lều của em đẹp lắm, nhưng mà căn lều này có thể bảo vệ em được không? Tất nhiên được rồi, anh nhìn này, em chọn rồi, cỏ tranh dài nhất, căn lều của em sẽ không bị hư hại đâu. Vì hai chú heo em đã nhanh chóng dựng xong căn lều của mình, họ bắt đầu chơi trò chơi vui vẻ. Có thể đây là lý do khiến chúng dựng lều thật nhanh. Con sói đáng sợ vẫn giữ khoảng cách và âm thầm quan sát chúng cẩn thận. Trong khi hai cậu em đang chơi, Poki bắt đầu dựng căn lều của mình từ các cành cây to. Chú làm việc chăm chỉ tới tận khi trời gần tối. Và khi chú hoàn thành, căn lều của chú rất chắc chắn, an toàn và nó có thể bảo vệ chú khỏi nguy hiểm. Toki và Gucky rất ấn tượng khi thấy căn lều của anh mình. Căn lều của anh tuyệt quá! Nhưng anh mất cả ngày hôm nay để làm rồi và không chơi được với bọn em. Khi màn đêm buông xuống, ba chú heo con quyết định đi đến bữa tiệc cà rốt ở trong rừng. Tất nhiên, con sói lén lút cũng theo chúng. Ba chú heo con tìm thấy một bữa tiệc có rất nhiều thỏ. Và tất nhiên rồi, vì đây là bữa tiệc cà rốt mà. Ôi, nhìn bữa tiệc này vui chưa kìa. Em muốn nếm tất cả chỗ cà rốt. Các chú heo con hòa vào cùng các chú thỏ. Các chú chơi vui vẻ nhiều giờ liền. Cứ vui vẻ đi lũ heo con. Ngày mai ta sẽ rất vui vẻ khi có các ngươi là bữa ăn. Khi bữa tiệc kết thúc, ba chú heo con nhận ra chúng đã quá mệt. Chúng trở về khu cắm trại của mình. Và con sói xấu xa chờ chúng cả đêm. Khi tỉnh dậy vào hôm sau của buổi cắm trại, Gucky nghe thấy một giọng nói ở bên ngoài. Ta đếm tới ba, ra ngay đây heo con. Nếu không, chỉ cần ta thổi mạnh một lần, căn lều của ngươi sẽ tan tành. Lều của tôi rất chắc chắn, lão không làm gì được đâu. Được rồi. 1 2 3
con sói hít một hơi thật là sâu. Và nó đã thổi bay toàn bộ lá của căn lều. Căn lều sụp đổ thành từng mảnh. Cookie may mắn chạy thoát. Chú ngay lập tức chạy sang căn lều của anh mình Torky. Ngay sau đó, con sói đã đứng trước căn lều cỏ tranh của chú heo lớn thứ hai. Ta biết cả hai ngươi đang ở trong đó. Ra đây ngay đi, nếu không ta chỉ cần thổi một lần là tan tành. Căn lều của ta sẽ không bao giờ sập. Được rồi. 1 2 3. Một lần nữa, con sói hít một hơi thật là sâu và thổi bay toàn bộ cỏ tranh của chiếc lều. Chiếc lều tan thành từng mảnh. Cookie và Torky may mắn chạy thoát thân. Và rồi chúng ngay lập tức chạy đến căn lều của anh cả Porky. Anh ơi, cứu chúng em với. Lão sói phá hủy lều của bọn em rồi. Giờ lão đang đến đây đó. Chúng ta cần phải làm gì ngay thôi. Đi theo anh nào. Cùng nhau, Porky, Torky và Gertky đào một cái hố sâu đằng trước căn lều. Rồi chúng dùng cái thang ở bên để chui lên khỏi hố. Chúng dùng một thảm cỏ bên trên. Rồi chúng chạy vào trong căn lều được làm bằng cây chắc chắn của Porky. Chúng hoàn thành công việc vừa kịp lúc vì con sói đói đã chạy đến chỗ căn lều của Porky. Ra đây ngay lũ heo con kia, nếu không, chỉ cần ta thổi một lần, căn lều của các ngươi sẽ tan tành. Đừng phí thời gian nữa, lão sói xấu xa kia, lão không thể phá hủy căn lều này đâu. Để xem nha. 1 2 3. Con sói thổi một hơi thật là mạnh, như căn lều không mảy may chút nào. Con sói đứng gần hơn nữa và thổi lần nữa, nhưng vẫn không có gì xảy ra. Căn lều thậm chí còn không lung lay. Con sói bước thêm một bước đến gần căn lều. Và lần này thì... không! Con sói đã rơi vào cái hố do ba chú heo con đào sẵn. Khi thấy con sói rơi xuống hố, các chú heo con ra khỏi lều. Các chú meo theo đường gờ của hố và đi qua cái hố. Thế rồi, ba chú heo đáng yêu chạy thật nhanh về với mẹ, kể cho mẹ nghe mọi chuyện. Mẹ ơi, mẹ nói đúng rồi. Lẽ ra bọn con nên cẩn thận hơn khi cắm trại. Đầu tiên, bọn con nên kiểm tra môi trường xung quanh khu cắm trại. Và dù có chuyện gì xảy ra, bọn con cũng nên dựng một căn lều thật vững chãi. Đúng vậy, đúng vậy. Mẹ heo ôm thật chặt các con khi chúng trở về. Và trong suốt cả mùa hè, các chú heo chơi đùa cùng nhau rất vui vẻ. Trong khi ba chú thỏ con đang đi dạo trong rừng, thì chúng thấy củ cà rốt lớn. Wow, nhìn nè, tớ thấy nó trước nha. Tớ là người thấy nó trước. Củ cà rốt đây là của tớ, tớ không quan tâm. Nhưng tớ cũng thấy củ cà rốt. Trong khi ba chú thỏ đang cãi nhau một lúc lâu, thì một chú cuối cùng nảy ra một ý tưởng hay. Hãy tới nơi xa xôi nhất trong khu rừng này và chạy đua từ đó về đây. Ai về đích trước sẽ được củ cà rốt. Nhưng chúng không thể quyết định chúng muốn tham gia thi như thế nào. Tớ chạy rất là giỏi. Còn tớ nhảy rất giỏi. Trong lúc đó, sói độc ác sát đang đi lang thang và đói mềm trong khu rừng. Ngay lập tức, nó trốn vào bụi cây khi nó nghe thấy tiếng của ba chú thỏ con. Ta đang đói điên lên được, giá mà ta có thể nuốt chửng cả ba con thỏ cùng một lúc, ta sẽ đủ no nê. Được rồi, đưa chạy trong đường đầu tiên nha. Ngay khi sói độc ác biết được ba chú thỏ sẽ đua vì củ cà rốt, nó chạy lên phía trước và đào một cái hố sâu bên đường đua. Nó cũng phủ lá lên mặt hố. Chẳng con nào có thể thoát khỏi bẫy của ta.
Một lúc sau, bà chú thỏ bắt đầu cuộc đua chạy. Mỗi con thỏ cố gắng vượt lên trước nhau. Khó mà có thể nói ai sẽ chạy trước, ai chạy sau. Con sói độc ác sát, khi thấy bà chú thỏ chạy về phía cái bẫy, nó tò mò theo dõi. Cả ba chúng mày sẽ rơi vào cái bẫy thôi. Nhưng cả ba thỏ đều chạy qua cái bẫy, nhanh đến nỗi chúng để lại đám bụi lớn ở phía sau mình. Con sói lại gần và nhìn cái bẫy, và rất ngạc nhiên vì cái bẫy y nguyên như cũ. Sao cơ? Tại sao bọn thỏ đó không rơi vào bẫy của ta? Sếp nhảy một lần lên đám lá để kiểm tra cái bẫy, nhảy hai lần và nhảy lần thứ ba, nó bị sập vào cái bẫy của chính nó. Không thể nào, ta bị sập bẫy của chính ta. Khi con sói đang cố gắng thoát khỏi cái bẫy, thì ba chú thỏ nhỏ đã thi nhảy đến nơi xa nhất của khu rừng. Hãy nhớ, chúng ta sẽ nhảy bằng cách đi theo các bảng chỉ đường đến củ cà rốt. Ngay khi cuộc đua sắp bắt đầu, thỏ thứ hai bị một cái gai đâm vào chân. Nhưng tớ không thể nhảy vì có cái gai đâm. Trong khi các bạn giúp thỏ, thì con sói độc ác rác đã kịp thay đổi biển chỉ đường đến củ cà rốt. Nhảy vào đầm lầy và ta sẽ ăn tươi nuốt sống chúng mày, mấy con thỏ đáng yêu ạ. Xác gai bẫy ở đầm lầy trước khi thỏ tới. Trong khi đó, thỏ thứ hai cũng lấy được cái gai ra khỏi chân. Và cuộc thi nhảy bắt đầu. Mỗi thỏ cố gắng nhảy xa hơn nhau, đi theo các biển chỉ đường. Một lúc sau, chúng đến ngã ba đường, nơi các biển chỉ đường đều chỉ cả hai bên đường. Chúng rất bối rối. Chúng ta sẽ rẽ trái hay rẽ phải đây? Tớ nghĩ là trái. Không, không, phải chứ. Ba thỏ quyết định tiếp tục đi về phía trái của đường. Trong khi đó, con sói độc ác đang trải mật ong nó dính trộm được từ bầy ong lên tảng đá ở giữa đầm lầy. Và nó bắt đầu chờ đợi ba thỏ sập bẫy đầy tò mò. Đây sẽ là cú nhảy cuối cùng của đời mày thỏ ạ. À? Ba thỏ cuối cùng cũng nhảy đến nơi mà chúng thi nhảy tới là một cái đầm lầy, chứ không phải củ cà rốt nào. Không thể nào, hình như là chúng ta đã nhảy nhầm đường tới chỗ cà rốt rồi. Vậy hãy nhảy lên những tảng đá trong đầm lầy và vượt qua thôi. Khi ba thỏ nhảy lên những tảng đá, một chú thỏ bị dính vào tảng đá. Tớ bị dính vào tảng đá rồi, tớ không nhảy được nữa. Hai người bạn muốn giúp chú thỏ kém may mắn chạy tới chỗ bạn mình và kéo tay thỏ thoát ra. Cảm ơn các bạn của tớ. Rồi sau đó, ba thỏ tiếp tục cuộc đua. Con sói độc ác sát, tay bị dính đầy mật ong, bị đàn ong tấn công trong khi nó tưởng sẽ bắt được ba thỏ. Cứu với! Nó ngã vào đầm lầy, rồi hoảng sợ bỏ chạy. Tôi bị chìm rồi, cứu tôi với! Ba thỏ cuối cùng cũng tới giang hồ để chuẩn bị cuộc thi thứ ba. Tớ bơi rất là giỏi đó, coi tớ về đích trước đây. Trong khi ba thỏ đang nói chuyện với nhau, Jack lại có hâm mưu khác. Nó đặt trâu xà lách giòn ngay ở nơi mà ba chú thỏ sẽ dừng chân. Nó cầm cái lưới dài trên tay và trèo lên cây. Khi bọn thỏ ăn xà lách, ta sẽ bắt chúng từ đây. Ba thỏ nhanh chóng bắt đầu cuộc thi bơi. Đếm một bơi trước thì hai thỏ còn lại bơi nhanh hơn và vượt trước thỏ kia. Cuối cùng, cả ba thỏ đều tới đích cùng một lúc.
kết thúc ba chặng đua. Khi ba thỏ thấy rau xà lách ở ngay trước đó, chúng bắt đầu ăn một cách ngon lành. Cũng ngay lúc đó, sói độc ác đang chuẩn bị bắt thỏ từ trên ngọn cây, thì một chú sếu đang di cư bị mắc vào bẫy của sát và kéo theo sói đi theo. Không, thả ta xuống ngay. Ba thỏ cuối cùng cũng đến gần được củ cà rốt lớn và chúng bắt đầu chạy về phía cà rốt lần cuối cùng. Nhưng sói sát cải trang thành củ cà rốt đang chờ ba chú thỏ tại vạch đích. Lần này ta sẽ ăn thịt chúng mày ngay khi ta mở mồm thật to. Khi con sói đang đợi ba chú thỏ và nhắm nghiền mắt, mồm mở thật to, thì một ông nông dân cũng tới và vô cùng hạnh phúc vì ông thấy củ cà rốt khổng lồ. Wow, nhìn củ cà rốt kìa, nó to quá đi. Người nông dân không hề biết rằng củ cà rốt ông đang vác trên vai thực ra là con sói cải trang thành cà rốt. Thả ta ra, ta không phải là cà rốt, ta là sói gian ác, ta là sói gian ác. Cuối cuộc đua, cả ba thỏ đều chạm vạch đích cùng một lúc và cả ba cùng về nhất. Vậy là chúng ta đã thắng cái cuộc đua cùng một lúc. Vậy cả ba chúng ta đều được ăn củ cà rốt ta. Đúng vậy, nhưng cà rốt đâu? Khi cả ba thỏ đang đi lang thang, thì chúng tìm thấy củ cà rốt thật mà con sói đã giấu đi, và chúng cùng ăn với nhau. Vì điều quan trọng là có những người bạn tốt với chúng ta để cùng đạt được mọi thứ cùng nhau.